Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Chào mừng cô chú anh chị quay lại với channel bên Trường Anh Ô Tô nha. Một kênh bán hàng vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống này. Mua cũng được, không mua cũng được. Giao lưu nha cô chú anh chị nha. Giao lưu với các anh em gần xa trên 64 tỉnh thành. Và đặc biệt hơn, giao lưu với các cô chú anh chị dễ thương. Luôn luôn phương châm bên em bán hàng chuẩn chỉ, mang lại mẫu xe tốt nhất cho người Việt sở hữu nha. Trước tiên là mẫu Ford. Anh em mẫu Ford sản xuất năm 2002. Mẫu xe sản xuất từ Hàn Quốc, từ Mỹ. Nha cô chú anh chị. Mẫu này là gốc ghế của em, nó là nhà nước ra, xuất hóa đơn ra tên tư nhân rồi. Nên mẫu này không có dịch vụ taxi, bà con có yên tâm. Giá cực kỳ là thơm thảo. 135 bớt 10 còn 125, rẻ không? Quá rẻ. 1.8 ABS chống bó cứng phanh. Đăng kiểm tháng 12 năm 2022 nha. Mặt ca lăng trước của Ford nè. 60 Đồng Nai 75806. Hàng đẹp nha. Hàng đẹp chất lượng cao là ở đây nha cô chú anh chị. Đó, xa xa ở cuối chân trời nha. Salon em đó quá trời là xe. Xin mời cô chú anh chị ghé thăm, ủng hộ cho gian hàng vui vẻ bên em nha. Bên đây Trường Anh còn mẫu Camry G, Camry 2.4 hàng G nha cô chú anh chị. Form mắt liếc đời 2002, form mới nè. Nước sơn bên ngoài màu đen. Cũng là một em trâu già thích gặm cỏ non nha. Cỏ non xanh mãi răng trâu tan tành. Ok chưa cô chú anh chị? Sơn xi đẹp lắm. Cản trước đồng thời cũng đã có sơn dập. Nói chung chất sơn riêng còn. Bấm đút nguyên bản của dòng Camry hàng G nè. Đăng kiểm tháng 12 năm 2022. Đồng sơn form dáng của em nó nè cô chú anh chị. Đập vào mắt cô chú anh chị là bộ ghế nỉ trang hoàng và cực kỳ là lịch lãm. Đi đôi chế độ bảo hiểm cho em này cực kỳ là lớn. Và đây cô chú anh chị nè, trang bị là tối khí e băng bên phụ bên tài. Anh chị hãy nhìn kỹ đi, từ phần củ số đến bao da rin, số rin có canh lại mặt nắp cam cò, chìa khóa rin theo xe luôn. Vô lăng cỡ này nè, ghế nỉ chập trùng xanh biếc. Cô chú thấy dễ đẹp không? Đó là hàng đẹp đó. Hàng đẹp dành cho những doanh nhân đang thành đạt và sắp sửa thành đạt nha. Còn doanh nhân nào chưa thành đạt thì từ từ sẽ thành đạt. Ok chưa? Phần tắp bi nè, khá là ok. Da nè, anh chị nè, da nè, nguyên bản luôn, mở cửa đầy đủ cái tính năng. Đó, xe đẹp không? 2.4 lít, máy xăng. Đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị nằm 9 đến 10 lít trên 100 km thôi. Nội thất option toàn bộ là nỉ hết. Đó là hàng rin bên Trường Anh Ô Tô. Khóa cho em an toàn luôn, nhốt lại bên trong xe luôn, đầy đủ nha. Hai bên đẹp như nhau, mâm nè. Đó, đời 2002 đẹp không cô chú anh chị? 240 triệu. Chưa hết đâu ạ. Bước 10, bao hồ sơ, ok chưa? Mua nữa không? Bớt nữa, 49E13362, 2.4 hàng G nha. Đó, một mẫu xe sedan 2 đầu, bảng MT, cực kỳ là hot. Nước sơn rin còn nè, cô chú anh chị nè. Hòa lẫn chất sơn dập ở phía sau cản, nhìn rất là ok luôn. Được chưa bà con? Bên đây sát bên cho anh còn một mẫu Vivan, một mẫu xe thương hiệu đến từ Mỹ. 5+2 nha cô chú anh chị. Nhỏ gọn, 7 chỗ ngồi thôi. Dòng này có ABS, gương chỉnh điện, đầy đủ tính năng. Máy 2.0 lít, cục máy cực kỳ là nhỏ gọn. Rơi đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị khoảng tầm 9 lít. Một dòng xe bằng đủ, gạt mưa phía sau đầy đủ các tính năng nha. Trắng nè, gốc màu trắng luôn nha cô chú anh chị. Sơn xi đẹp, không có dấu hiệu tì vết đâu. Quan trọng bà con mua là từ cái đồng sơn đến cái nội thất. Đồng sơn đẹp, cô chú anh chị mở cửa ra, cô chú anh chị mới xem tiếp phần nội thất. Và đây phần nội thất của em nó nè. Ok chưa? Số tự động. Bao đẹp chưa? Bao đẹp. 180 triệu. Bớt 10, 170 triệu. Bao rút hồ sơ. Mua nữa không ạ? À? Bớt nữa. Đó, em là thế. Ok chưa? Quá đẹp luôn. 7 chỗ ngồi nhỏ gọn nha. Mẫu này dành tiết kiệm cho cô chú anh chị nào mà gia đình đông đúc con cái mà muốn sở hữu một cái xe nhỏ 7 chỗ. Thì đây, em này đây, em này sở hữu. Tuyệt vời. Tiết kiệm xăng, nhàn nhã cuộc đời. Màu trắng dễ thương nữa. Còn gì nữa cô chú anh chị ạ? À? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ok chưa bà con cô ấy? Quá là hot. Vô lăng của Chevrolet, trang bị là túi khí nha. Em này kết hợp có gương chỉnh điện, đầy đủ các tính năng trên một chiếc xe rồi. Giá dễ thương không? Chúng ta sẽ có khay bằng ăn. Những lúc cô chú anh chị đi xa mệt mỏi, chỉ cần đặt bánh, đặt nước lên đây là có thể nhâm nhi trên những quãng đường dài rồi. Và đây ạ, ghế này cũng có thể chỉnh xuống được nè. Đó, rất là gọn gàng. Phía sau là hai chỗ ngồi nha. Xe khá là ok. Thêm một mẫu Kia Morning
Dòng này là dòng xe bạc ép Chibo. Cô chú anh chị hiểu Chibo là gì không? Chibo là form, form cao nhất rồi đó. 219 đăng ký lần đầu, 220 mua chủ từng đầu. Khách đã chốt cọc cho Trần Anh rồi. Đây cô chú anh chị, 300 mấy chục triệu khách chốt cho em rồi. Chờ ngày lên lấy xe, số tự động bản AT máy 1.25. Form mới sẽ trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nha. Đó là dòng bản cao nhất rồi cô chú anh chị ạ. À, được chưa? Đó là mẫu gia đình. Mẫu gia đình 100% nha bà con cô bác nha. Cực kỳ là xịn sò. Vivan cũng vậy nè. Bên đây Trần Anh còn tiếp tục một mẫu Fortuner, một mẫu xe máy dầu nha cô chú anh chị. 72E01234. Đẹp không? 1234 trừ 1 còn 3. Đó, phong dáng em Fortuner nè. Máy dầu 2.5 turbo 211. Mâm quá đẹp, gầm bọc ở trong thì khỏi suy nghĩ đi. Đẹp mê ly luôn. Nước sơn rin còn hòa lẫn chất sơn dầm nha. Nó phải trang chứa một cái tình yêu thương bao la đong đầy trong cuộc sống là như thế. Cô chú anh chị nha. Đó, bên Trần Anh mua bán vui vẻ lắm. Bán cũng được, mua cũng được, không bán cũng được, bình thường. Cô chú anh chị ạ. Quan trọng là chúng ta là phải đặt cái nền tảng vui vẻ lên trên hàng đầu về kinh doanh là chính nha. Ghế nè, ghế da nè. Đó, ghế da nguyên bản của dòng Fortuner rất là xịn sò. Cái bộ ghế này thì cô chú anh chị ngồi có 5-7 năm cũng chả bây giờ rách được nha. Rất là xịn sò. Lót sàn 5D sạch sẽ chưa. Đó, máy rin, số rin. Được chưa? Đó là Trần Anh đã báo thẳng với bà con cô bác rồi đó. Anh chị yên tâm đi, Trần Anh tả xe thì bà con cô bác yên tâm. Em tả xe sai em chịu. Ok chưa cô chú anh chị? Tả là phải tả chuẩn. Mình mua bán mà, mình biết được cái chất xe thì mình nói luôn. Mình đừng giấu cô chú anh chị, kể cả nó có lỗi như thế nào mình cũng nói luôn. Được chưa? Đó là vậy thôi. Cam hành trình, màn hình Android đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Có thiếu gì không ạ? À? Không thiếu gì. Vô lăng nguyên bản nguyên rin này. Vô lăng liền, rất là liền nha cô chú anh chị nha. Vân gai đẹp như thế này. Trang bị GPS định vị đầy đủ, gương cụp mở các kiểu, con rà điểu trên cuộc đời này. Ok chưa? Đẹp trai giống y chang con mà hai bán ve chai luôn. Quá là tuyệt vời. 2.5 SUV gầm cao mấy thoáng cực kỳ. Đây nè cô chú anh chị, rin. Đó, nói một chữ là rin thôi. 540 triệu. Mua nữa không ạ? À? Bớt 10. Nữa không ạ? À? Bớt 5. Bao rút hồ sơ. Ok chưa? Tê tái lòng người không? Quá là tê tái lòng người cho một mẫu xe Fortuner nha. Hàng cọp chất lượng cao, sơn si, phải gọi là không tì vết nha cô chú anh chị. Hai cụm đèn len keng xà beng. Phía bên đây chúng ta sẽ bắt gặp một cặp Ford Everest. Đây bà con, một cặp Ford Everest. Em ấy đã trở về từ nước Mỹ cô chú anh chị nha. Thiết kế dành chuyên cho máy dầu, dẫn động toàn bộ hệ thống lực đẩy cầu sau. Một mẫu xe SUV 7 chỗ gầm cao mấy thoáng. Em này là form mới 2008, cuối 2008, đầu 2009. Sẽ có dù ga. Dù ga nghĩa là sao ạ? À? Khi cô chú anh chị đạp ga nó sẽ đóng mở, nó nhẹ gần như ga điện. Thì chắc chắn rồi, sẽ không bằng được ga điện đâu, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn được một xíu, hơn ga cơ. Ok chưa? Nó vẫn là máy cơ nha cô chú anh chị nha. Hồng phấn. Hai em đẹp như nhau, đều có dù ga. Một em thiết kế nội thất khác biệt. Đây cô chú anh chị nè, nội thất của em này nè, thì chủ nhà đã bọc toàn bộ ghế lại cho em nó rồi. Mới keng xà beng luôn. Nè anh chị coi này dễ thương không? Đó, từ phần ghế là màu thì dễ thương cực kỳ. Trần là phối màu rất là tuyệt vời. Vô lăng nè, ôi trời ơi, VIP chưa? Đồng hồ mạc tem còn nguyên bản trên xe luôn. Máy dầu 2.5 rơi vào cho cô chú anh chị nằm đâu khoảng 7-8 lít dầu thôi. 7-8 lít dầu thì quá nhẹ nhàng rồi. Được chưa? Chủ nhà nè, lót sàn, lót sàn da xịn sò luôn. Xe sạch lắm. Mẫu đề mua về bà con cô bác chỉ có việc sử dụng thôi. Không cứng không lỗi bất cứ một khoản gì. Bên ngoài sơn si không tì vết. Trần Anh nói clip còn đó, em đăng đó, em không chỉnh sửa, không cắt ghép. Cô chú anh chị lên coi đúng như vậy. Em tả xe sai em chịu. Trần Anh đã nói rất là nhiều lần rồi. Nếu cô chú anh chị không tin cứ lên gặp trực tiếp Trần Anh, xem mẫu xe em bán ra em tả xe đúng hay không. Ok chưa? Bên đây tiếp tục một em nữa, bảng số 85 và bảng số 37. 37 là Nghệ An quê choa cô chú anh chị, 29395. 85 là Phan Rang, thành phố đầy hải sản. Đây bà con à, hai em hồng phấn, em này sẽ có ba ga mui. Ba ga mui nghĩa là sao ạ? À?
để cho cô chú anh chị ràng đồ nè, đi chơi, đi du lịch nè, để trên đó rất là tiện lợi nha. Mâm nè, len ken xà beng chưa, quá đẹp luôn. Dòng xe sở hữu bánh treo. Ở phía sau nữa chúng ta sẽ bắt gặp một cái nấc thang rất là tuyệt vời. Trần Anh gọi là ba ga phía sau, gọi là nấc thang lên hỏi ông trời đó. Đẹp không cô chú anh chị? Rất là đẹp, rất là chắc chắn nha. Ok chưa? Bên đây sẽ có cảm biến ve đầy đủ các tính năng rồi. Ốp chụp phía sau đây Trần Anh sẽ mua cho cô chú anh chị, cho nên là cô chú anh chị có thể yên tâm. Và đây là bảng số ngang hết toàn bộ, hồ sơ ký rút được nha, một rút nhẹt. Giá thật là siêu rẻ, rẻ cực kỳ, rẻ như chưa bao giờ được rẻ nha cô chú anh chị nha. Đây cô chú anh chị, trải nghiệm vô tiếp phần nội thất nè. Em này thì bọc cho em nó là ghế da bình thường thôi, ghế da bình thường nha. Cũng trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài, trang bị một cái màn hình cùi bắp nha cô chú anh chị. Lóc khóa nguyên bản theo xe nè, số má là bao chất, được chưa? Đó. Và em này đồ chơi thì cũng đâu có thiếu gì anh kia đâu. Một anh một chín thì em cũng phải được 10. Chơi quốc nguyên hai cái màn hình, khá là xịn sò. Còn đang hoạt động nha cô chú anh chị, màn hình còn đang hoạt động. Ghế ở trong là sạch sẽ thơm tho. Đó. Đẹp trai y hệt con bà hai bán ve chai luôn. Rất là dễ thương. 7 chỗ ngồi, 7 dây đai bảo hiểm an toàn. Mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó nó cũng rơi cũng 7 đến 8 lít trên 100 km thôi. Và rồi Trần Anh đã báo giá về những mẫu xe còn lại bên Trần Anh rồi. Cô chú anh chị nào yêu quý em, ủng hộ cho Trần Anh ô tô, Trần Anh cảm ơn nhiều lắm. Còn không mua cũng được, comment, đăng ký kênh, vậy thôi. Được chưa ạ? Em khép lại channel tại nơi này nhá. Em see you, em goodbye.